chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần 1962, thần tài báo mộng, bất ngờ trúng lớn, có 100 tỷ gửi ngân hàng, an nhàn hưởng phúc cuối cuộc đời. Quý khán giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ hấp dẫn và đầy kỳ diệu. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 dành cho những người tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Nhâm Dần những cơ hội vàng và những bất ngờ không thể ngờ tới. Tháng 9 âm lịch này không chỉ đơn thuần là một tháng trong năm, đây là khoảng thời gian mà vũ trụ dường như đã sắp đặt để giao tặng những vận may và tài lộc. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng những nỗ lực và cố gắng của bạn trong quá khứ cuối cùng cũng được đền đáp. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước cánh cửa của những giấc mơ và tháng này chính là chìa khóa để mở ra chúng. Từ những cơ hội trong công việc đến những bất ngờ trong tài chính, hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều kỳ diệu. Thần tài có thể đang dõi theo bạn, chỉ điểm cho bạn những hướng đi đúng đắn để biến ước mơ thành hiện thực. Liệu bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của tử vi tháng 9 âm lịch 2024 này để xem chính xác những điều gì đang chờ đón bạn. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng đầy cảm xúc. Họ là những người sống rất tình cảm và có tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra xung quanh. Có thể thấy rằng, cuộc sống của họ như một bức tranh đa màu sắc, nơi mà mỗi gam màu đều mang đến những câu chuyện và trải nghiệm khác nhau. Nhâm Dần là những người đầy tham vọng. Họ không bao giờ ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Chính sự kiên định này đã giúp họ vượt qua nhiều cơn bão của cuộc đời. Khi nhìn lại, có lẽ ai cũng phải công nhận rằng những người tuổi Nhâm Dần luôn là những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc. Họ có thể mất rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu, nhưng một khi đã quyết tâm, họ sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi thành công. Tuy nhiên, đôi khi sự quyết đoán ấy lại khiến họ gặp phải rào cản. Trong các mối quan hệ, họ thường có xu hướng đặt mình lên hàng đầu. Điều này có thể tạo ra những hiểu lầm hoặc xung đột với những người xung quanh. Thay vì dành thời gian lắng nghe ý kiến của người khác, họ có thể quá chú tâm vào việc thực hiện kế hoạch của riêng mình. Nhưng bù lại, khi đã tìm thấy một người bạn tri kỷ, Nhâm Dần lại trở thành những người bạn trung thành và tận tâm nhất. Họ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và động viên bạn trong mọi hành trình. Về mặt tình cảm, tuổi Nhâm Dần là những người lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Họ thường mơ mộng về một tình yêu đẹp nhưng đồng thời cũng hiểu rằng tình yêu cần sự cố gắng và nỗ lực trong các mối quan hệ. Họ thể hiện tình cảm một cách chân thành và sâu sắc, luôn cố gắng duy trì sự gắn kết với người thân yêu. Dẫu cho đôi khi có những lúc bồng bột và nóng nảy, nhưng sau cùng họ vẫn biết cách hàn gắn mọi thứ bằng sự chân thành. Một điều thú vị ở người tuổi Nhâm Dần chính là khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Họ thường có những suy nghĩ độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Chính vì thế, nhiều người tuổi Nhâm Dần thường chọn con đường nghệ thuật hoặc những lĩnh vực sáng tạo để phát huy khả năng của mình. Họ yêu thích những điều mới mẻ và không ngại thử nghiệm những điều chưa từng thấy. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn. Người tuổi Nhâm Dần cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Có lúc họ cảm thấy chênh vênh và mất phương hướng, nhưng chính những lúc như vậy, họ lại tìm thấy sức mạnh từ bên trong. Từ những bài học mà cuộc sống đã dạy cho họ, những nỗi đau, thất bại hay áp lực đều trở thành những bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần giống như một hành trình dài. Họ liên tục học hỏi và phát triển. Họ không bao giờ ngừng lại ở một điểm nhất định mà luôn muốn tiến về phía trước, khám phá những điều mới mẻ. Họ luôn tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để bắt đầu lại, để làm điều gì đó ý nghĩa hơn cho bản thân và cho những người xung quanh. Và trong những lúc mệt mỏi, khi cuộc sống trở nên khó khăn, họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Có thể chỉ là một buổi chiều thư giãn bên gia đình, một cuộc gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là những giây phút lặng yên với bản thân. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là chạy theo những mục tiêu, mà còn là thưởng thức từng khoảnh khắc đẹp trong hành trình đó. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần không chỉ là câu chuyện của bản thân họ, mà còn là hành trình sẽ chia với những người xung quanh. Họ là những người truyền cảm hứng, luôn mang lại sức sống cho những ai may mắn được gặp gỡ. Đó chính là sức hấp dẫn của người tuổi Nhâm Dần. Những chiến binh dũng cảm trong cuộc sống luôn tìm kiếm ánh sáng, dù có phải đối mặt với bóng tối. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong cuộc đời họ,
những khó khăn và thách thức giống như những cơn sóng lớn không ngừng ập đến, thử thách lòng kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần của họ. Có lẽ điều đặc biệt ở những người này chính là khả năng đối mặt và vượt qua mọi chông gai, biến chúng thành động lực để trưởng thành hơn. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, không ít lần họ đã phải gồng mình để vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể. Có thể là những giai đoạn khó khăn trong công việc, khi mà những nỗ lực không được công nhận và áp lực từ cấp trên đè nặng lên vai. Nhâm Dần với tinh thần mạnh mẽ, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, họ lao vào làm việc cống hiến hết mình và đôi khi phải trả giá bằng cả sức khỏe và tinh thần. Có những đêm trắng không ngủ khi suy nghĩ về các dự án dang dở, về tương lai không chắc chắn, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và đơn độc. Tuy nhiên trong những lúc như vậy, họ cũng học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng cuộc sống không bao giờ công bằng và đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà mình mong đợi. Những lần thất bại, những khoảnh khắc trao đảo trong sự nghiệp đã giúp họ trưởng thành hơn. Họ biết cách rút ra bài học từ những sai lầm và đó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên. Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Nhâm Dần cũng không thiếu những thăng trầm. Những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt lại gặp phải sóng gió. Có thể là những bất đồng trong quan điểm hoặc đôi khi là sự thiếu thấu hiểu từ cả hai phía. Họ thường đặt kỳ vọng cao vào người khác và khi không đạt được điều đó, họ cảm thấy thất vọng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, Nhâm Dần lại tìm thấy sức mạnh nội tại để đối diện với chính mình. Họ hiểu rằng tình yêu cần sự nỗ lực từ cả hai phía và họ sẵn sàng thay đổi bản thân để làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Thêm vào đó, sức khỏe cũng là một vấn đề mà họ không thể bỏ qua. Cuộc sống bận rộn với công việc và trách nhiệm gia đình đã khiến nhiều người tuổi Nhâm Dần bỏ quên bản thân. Họ thường xuyên làm việc quá sức và đôi khi phải trả giá cho những lựa chọn đó bằng những cơn ốm đau. Những lúc sức khỏe yếu, họ mới nhận ra rằng bản thân là điều quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng sức khỏe là điều mà họ cần trân trọng và chăm sóc hơn. Vượt qua tất cả những thách thức đó, người tuổi Nhâm Dần không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn khôn ngoan hơn. Họ biết cách nhìn nhận cuộc sống bằng một cái nhìn tích cực và coi những khó khăn như là những viên đá quý trong hành trình trưởng thành của mình. Họ học cách yêu thương bản thân, trân trọng những người xung quanh và luôn sẵn sàng mở lòng với những cơ hội mới. Cuộc đời Nhâm Dần chính là một hành trình đầy màu sắc với những cung bậc cảm xúc phong phú. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường mà còn là những tâm hồn nhạy cảm, luôn biết cách sẻ chia và yêu thương. Dù cho những cơn bão có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn vững vàng bước tiếp với niềm tin rằng ánh sáng cuối đường hầm luôn chờ đợi những người dũng cảm không bao giờ từ bỏ. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tổng quan tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Nhâm Dần nhiều cơ hội và thách thức, như một cơn gió mới thổi bùng lên những khát khao và đam mê trong bạn. Đây chính là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận rõ sự chuyển mình trong từng lĩnh vực của cuộc sống, những nỗ lực, cố gắng và cả những hy sinh mà bạn đã dành cho bản thân và gia đình trong những tháng qua sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Bạn sẽ thấy rằng sự kiên trì và quyết tâm không bao giờ là vô nghĩa. Sự nghiệp của bạn có thể có những bước tiến quan trọng, mở ra những cánh cửa mới mà trước đây có thể bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tài chính cũng sẽ có dấu hiệu khả quan, mang lại cho bạn cảm giác an tâm và tự tin hơn trong các quyết định. Hơn nữa, những mối quan hệ cá nhân từ tình bạn đến tình yêu có khả năng sẽ phát triển một cách tốt đẹp, tạo nên bầu không khí ấm áp và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, giữa những điều tốt đẹp ấy, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe và các mối quan hệ gia đình. Những căng thẳng trong công việc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của bạn. Đừng quên dành thời gian cho bản thân để tái tạo năng lượng và chăm sóc những mối quan hệ quan trọng. Trong cuộc sống hãy nhớ rằng, chỉ khi bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn mới có thể đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà tháng này mang lại. Tháng 9 âm lịch này sẽ là một chặng đường đáng nhớ, hãy mở lòng và sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giả vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sẽ có nhiều tín hiệu tích cực như những ánh sáng le lói của bình minh sau cơn mưa. Những dự án mà bạn đã dày công đầu tư sức lực, thời gian và cả tâm huyết từ trước
sẽ bắt đầu thu hoạch những kết quả ngọt ngào. Có thể bạn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của bạn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn vươn xa hơn trong sự nghiệp. Giữa tháng như một món quà bất ngờ từ cuộc sống, một số cơ hội mới sẽ xuất hiện như các hợp đồng hay dự án quan trọng mà bạn có thể tham gia. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình, bởi đây không chỉ là dịp để khẳng định bản thân, mà còn là cơ hội để bạn chứng minh khả năng của mình trước mọi người. Hãy nhớ rằng, sự tự tin sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra những cánh cửa mới. Tuy nhiên, trong hành trình này cần lưu ý rằng, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp phải một số xung đột nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trong những khoảnh khắc này, việc duy trì thái độ bình tĩnh, khéo léo trong giao tiếp và sẵn sàng lắng nghe sẽ vô cùng quan trọng. Sự khéo léo trong xử lý tình huống sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những thử thách, mà còn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Cuối tháng, khi mọi việc đã ổn định và những nỗ lực của bạn bắt đầu được ghi nhận, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những thành quả đạt được. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Đây là lúc bạn có thể cân nhắc đến các cơ hội thăng tiến trong công việc, mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Hãy tiếp tục nỗ lực và đừng ngần ngại theo đuổi những ước mơ lớn lao, vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Nhâm Dần, như ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những đám mây u ám. Về mặt tài chính, bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản thu nhập từ những khoản đầu tư đã được thực hiện trước đó. Đây không chỉ là thời điểm để bạn thu hoạch những trái ngọt từ sự kiên trì và tính toán kỹ lưỡng, mà còn là thời điểm mà sự chuẩn bị và kế hoạch tài chính của bạn sẽ phát huy tác dụng, mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể như một phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Tuy nhiên, hãy chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân một cách cẩn thận. Những chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng, như những cơn gió lạnh bất ngờ giữa mùa thu có thể khiến bạn phải điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu của mình. Việc này không chỉ giúp bạn giữ vững sự ổn định tài chính, mà còn giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tháng này cũng mang đến cho bạn những cơ hội kiếm tiền từ các dự án hoặc công việc phụ. Hãy mở rộng tầm nhìn và đón nhận những cơ hội này với sự nhiệt huyết và quyết tâm. Tuy nhiên, trong những quyết định tài chính quan trọng, sự cẩn trọng là điều cần thiết. Đừng quên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc mọi khía cạnh nếu có thể. Hãy tìm kiếm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Họ có thể cung cấp cho bạn những góc nhìn và lời khuyên quý giá, giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có và đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Nhớ rằng sự khôn ngoan trong quản lý tài chính không chỉ mang lại lợi ích tức thì, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch mà đến cho bạn không chỉ là những cơ hội trong sự nghiệp và tài lộc, mà còn là một lời nhắc nhở quan trọng về sức khỏe. Đây là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến bản thân mình vì áp lực công việc và trách nhiệm hàng ngày có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, như một cơn bão cuốn trôi những năng lượng tích cực trong bạn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng vững chắc để bạn thực hiện những ước mơ và hoài bão của cuộc đời. Hãy dành thời gian cho những khoảnh khắc nghỉ ngơi và thư giãn để nạp lại năng lượng cho bản thân. Một buổi chiều lặng lẽ bên cuốn sách yêu thích hay một chuyến đi vào trong công viên có thể là liều thuốc tinh thần tuyệt vời. Đồng thời, việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đặc biệt là bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng và cảm thấy tươi mới hơn. Hãy xem bữa ăn không chỉ là nguồn dinh dưỡng, mà còn là cách để bạn chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, đừng quên khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không cần thiết, mà còn giúp bạn cảm nhận được niềm vui và sự hứng khởi khi vận động. Hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp bạn duy trì năng lượng mà còn tạo điều kiện cho bạn thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống. Khi sức khỏe tốt, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách mà cuộc sống mang lại. Hãy nhớ rằng,
Chăm sóc sức khỏe là một hành trình, không phải là đích đến. Hãy yêu thương bản thân mình và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn từng ngày. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch không chỉ mang đến những thay đổi trong công việc hay tài chính, mà còn là một thời điểm đặc biệt thú vị cho tình duyên và gia đạo của người tuổi Nhâm Dần. Nếu bạn đã có gia đình, tháng này sẽ khiến bạn cảm nhận rõ rệt sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia của mình. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để hai bạn cùng nhau khám phá, sẽ chia và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Hãy dành thời gian cho nhau, tham gia vào những hoạt động thú vị mà cả hai cùng yêu thích. Dù chỉ là một bữa tối lãng mạn hay một chuyến đi dã ngoại nhỏ, mọi thứ đều có thể thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu của bạn. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, giúp hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ mà có thể trước đây đã gây ra sự căng thẳng. Hãy cởi mở tâm hồn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc, vì sự thấu hiểu chính là chiếc cầu nối bền vững trong mối quan hệ. Đôi khi chỉ cần một chút lắng nghe và một cái ôm ấm áp cũng đủ để xóa nhòa mọi bất đồng và mang lại cảm giác bình yên. Đối với những ai đang độc thân, tháng này có thể mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ những người mới. Hãy dũng cảm mở lòng tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê. Một buổi tiệc, một sự kiện hay thậm chí là một lớp học chung có thể trở thành nơi khởi đầu cho một tình yêu đẹp. Hãy nhớ rằng, đôi khi tình yêu đến từ những điều bất ngờ nhất. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, có thể xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình, những ý kiến khác nhau có thể dẫn đến hiểu lầm. Nhưng nếu bạn biết lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của mọi người, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Hãy giữ không khí hòa hợp trong gia đình, bởi tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Chỉ cần bạn chân thành và kiên nhẫn, mọi mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt và ý nghĩa hơn. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một hành trình tuyệt vời cho tình yêu và gia đình của bạn. Hãy nắm bắt và tận hưởng từng khoảnh khắc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc, làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi hoặc đang quan tâm. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ đối phương. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ngày này, trong quá trình làm việc nhóm sẽ giúp bạn ghi điểm với tập thể. Bạn cũng rất tự tin trong các bài thuyết trình, trình bày dự án mới. Ngày này bạn còn đón vận may về tài chính. Những ý tưởng bất ngờ có thể giúp bạn kiếm ra tiền. Hãy hợp tác với người bạn tin tưởng để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có được sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc có quý nhân đồng hành nên tinh thần làm việc lên cao, hiệu suất không đùa được đâu. Ngoài ra, con giáp này còn đón nhận những cơ hội kinh doanh quý giá thông qua sự giới thiệu trung gian của bạn bè. Đây là cơ hội tốt nên hãy tranh thủ tận dụng. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Ngày này, chuyện tình cảm ngọt ngào và lãng mạn đem đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn. Trong hôm nay, bạn cũng có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho đam mê. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh đạt thành tích tốt trong công việc khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên thêm phần tin tưởng. Thời gian tới, bạn có thể sẽ được cử đi công tác ngắn ngày. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh làm việc hăng say và dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn đang tiến ngày càng gần tới hơn tới thành công mà mình vẫn luôn mong đợi. Ngày này còn có sao may mắn chiếu mệnh, bạn sẽ đón được cơ hội tốt về tài chính, nên tranh thủ cơ hội này để thực hiện các kế hoạch kiếm tiền. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ là một ngày mà công việc suôn sẻ và bạn còn khẳng định được năng lực và vị trí quan trọng của mình trong tập thể. Tài lộc trong ngày này cũng hanh thông, quá trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên lợi nhuận dư dả. Một số người cũng có thể đòi nợ thành công trong ngày này. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ phát huy tác dụng, sẽ đem lại cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Những thông tin quý giá từ bạn bè cũng giúp bạn có quyết định đầu tư đúng đắn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962.
Tử Vi tuần đầu tiên trong tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch mở ra như một cánh cửa đầy hứa hẹn dành cho người tuổi Nhâm Dần. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, bạn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mới như làn gió mát thổi vào tâm hồn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bạn thực hiện những ước mơ dự định đã ấp ủ từ lâu. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực của bạn trong những tháng qua sẽ bắt đầu được đền đáp, và bạn sẽ thấy rằng công sức của mình không hề uổng phí. Trong công việc, những đóng góp của bạn sẽ không chỉ đơn thuần là những con số mà còn là giá trị tinh thần thể hiện sự cống hiến và tâm huyết. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần làm việc mà còn giúp bạn tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân, từ đó tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, bạn cần phải chú ý đến việc giao tiếp với đồng nghiệp. Có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng chính sự bình tĩnh và khéo léo trong cách giải quyết sẽ là chìa khóa giúp mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Cuối tuần, hãy để tâm đến tài chính của bạn, vì có thể có một cơ hội nhỏ xuất hiện, nhưng hãy thận trọng trong các quyết định đầu tư. Sự cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan và chủ động, bởi tuần này đang mở ra trước mắt bạn như một hành trình mới đầy hứa hẹn. Bạn hoàn toàn có thể biến những cơ hội này thành công rực rỡ. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày mùng 8 đến 14 tháng 9 âm lịch. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 9 âm lịch như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của bạn, sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đầy hứa hẹn. Đây là thời điểm mà bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội mới, từ những hợp đồng tiềm năng cho đến các dự án hợp tác đầy triển vọng. Những cơ hội này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Đây là lúc lý tưởng để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy mạnh dạn trình bày ý tưởng và đề xuất của bản thân, vì sự tự tin của bạn sẽ thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Có thể bạn sẽ trở thành tâm điểm trong các cuộc họp, nơi mà những đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Hãy nhớ rằng, những ý tưởng sáng tạo và cái nhìn khác biệt của bạn có thể tạo ra bước ngoặt trong dự án mà bạn đang tham gia. Tuy nhiên, giữa những hứa hẹn và cơ hội đó, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy nhớ dành thời gian cho các hoạt động thư giãn, từ việc đọc sách, nghe nhạc cho đến việc tập thể dục nhẹ nhàng, để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và sảng khoái. Trong các mối quan hệ cá nhân, hãy cẩn trọng trong việc giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có. Những cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành sẽ giúp duy trì sự hòa hợp trong gia đình và bạn bè. Nhìn chung, tuần này mang đến cho bạn nhiều cơ hội, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn cũng chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp để không bỏ lỡ những điều quý giá trong cuộc sống. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch sẽ mở ra một thời điểm bùng nổ trong sự nghiệp của bạn như những tia nắng rực rỡ chiếu sáng con đường phía trước. Những dự án mà bạn đã đầu tư, công sức và tâm huyết sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt, mang đến cho bạn những thành công mà bạn hằng mong đợi. Đây không chỉ là thời điểm để bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên, mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng với những khả năng và tài năng vốn có của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý tưởng mới của mình, vì đây chính là lúc bạn có thể khẳng định giá trị của bản thân. Trong môi trường làm việc, hãy tự tin trình bày quan điểm của mình và biết rằng những đóng góp của bạn có thể tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong dự án hoặc kế hoạch lớn mà bạn đang tham gia. Sự sáng tạo và dũng cảm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, và đây sẽ là một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong công việc, hãy chú ý đến các mối quan hệ trong gia đình. Một vài xung đột nhỏ có thể phát sinh, đặc biệt nếu bạn không lắng nghe ý kiến của người khác. Hãy nhớ rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc, và sự hỗ trợ từ người thân sẽ là động lực lớn cho bạn trong cả công việc và cuộc sống. Hãy tìm cách hòa giải, duy trì sự hòa thuận trong gia đình và dành thời gian cho những người bạn yêu thương. Chỉ khi tâm hồn bạn được bình yên, bạn mới có thể tỏa sáng hết mình trong sự nghiệp và cuộc sống. Tuần này, hãy tạo ra sự cân bằng giữa công việc và gia đình để đón nhận những cơ hội với tâm thế tích cực. Bạn xứng đáng nhận được thành công và hạnh phúc trong cả hai lĩnh vực này.
Tử Vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Tuần cuối tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc như những cánh cửa mới mở ra trước mắt bạn. Sự nỗ lực và cống hiến của bạn trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng và những gì bạn đã kiên trì phấn đấu sẽ bắt đầu cho thấy rõ thành quả. Có khả năng bạn sẽ nhận được một cơ hội thăng chức hoặc một khoản tiền thưởng bất ngờ, như một phần thưởng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Hãy trân trọng những thành công này, nhưng cũng đừng quên rằng khi đạt được thành công, bạn vẫn cần giữ vững thái độ khiêm tốn và cầu thị. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khả quan trong sự nghiệp, hãy chú ý đến tình hình tài chính của bạn. Tuần này có thể xuất hiện những biến động nhỏ, vì vậy hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu. Đặc biệt, hãy chuẩn bị cho những chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng. Việc quản lý tài chính một cách thông minh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tránh được những căng thẳng không đáng có. Về sức khỏe, đây cũng là lúc bạn cần chú ý chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng hơn. Hãy lắng nghe cơ thể mình và nếu cảm thấy có dấu hiệu không khỏe, đừng ngần ngại đi khám để đảm bảo sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Cuộc sống là một hành trình dài và sức khỏe chính là nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch và ước mơ. Tháng 9 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy ý nghĩa, tràn đầy những cơ hội để bạn tận dụng và biến chúng thành những thành công mới trong cuộc sống của mình. Hãy mở lòng đón nhận mọi điều tốt đẹp, đồng thời giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón bạn. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một thời điểm đầy triển vọng cho tuổi Nhâm Dần với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đón. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng. Cùng với đó, việc chăm sóc sức khỏe và duy trì các mối quan hệ tích cực sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Quý khán giả thân mến, con người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào, người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở. Nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt 3 việc này. Điểm phong thủy thứ nhất, miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này, cần nhớ 3 điểm sau. Không bóc trần thiếu sót của người khác, mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất, trương kiểm thụ hoạt nhất. Trương Bị Ý nói, con người sống không thể không có thể diện. Giống như cây cối không thể không có lớp vỏ, khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói, không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân. Ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người người có trí tuệ cao, khi có việc cần nói sẽ nói, không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ hai, tâm. Người ta nói, tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý 3 điều sau. Nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện có thiện, báo có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương, thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Nuôi dưỡng tâm khoan dung.
mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình. Thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung, độ lượng luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn, vô tư và kiên định của đại địa. Trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thực sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh làm ăn, vẫn nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt hãm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, quả phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình. Trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.